Em xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay là đầu tháng 2 âm lịch ha. Em cũng xin chúc sức khỏe đến tất cả mọi người ha. Và hôm nay là em lên với tiêu đề tiêu đề cho những anh em lên tiêu đề mới cho anh em mà tập trồng cây mai ha, chơi một vài cây mai tại nhà ha. Thì hôm nay là em lên với cái tiêu đề là giá thể tốt nhất. Giá thể tốt nhất cho cây mai vàng tính tới cái thời điểm này ha tính tới thời điểm này thì thời gian ha thời gian đầu thì em cũng có trồng rất nhiều loại giá thể ha trồng rất nhiều loại giá thể thì đất thịt có nè ha đất thịt có nè rồi lót đáy mà sang thổ ong gì ha nói chung em trồng cũng tùm lum ha thì so với cái thời điểm hiện tại thì em thấy ha giá thể tốt nhất mà rẻ nhất bình dân nhất đối với anh em tập chơi mai cây mai vàng và những anh em uh, nhà vườn luôn ha nhà vườn tập chơi và và già mới chơi ha và trồng vài cây ha thì cái giá thể cái giá thể tốt nhất của nó là là em nói đến thời điểm điểm hiện tại này thì là gồm là giá thể là gồm là sơ dừa và tấu sống ha các xây dựng thì uh, tại sao mà em không chọn là đất thịt và đất uh, hakanama ha tại em 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 sẽ loại bỏ ăn tại em nói cái giá thể gọi là giá thể bình dân nhất ha và tốt nhất á đất hakanama nó rất tốt cho cây trồng ha em em cũng xin là nhấn mạnh là vấn đề đó rất tốt cho cây trồng nhưng giá thành nó quá đắt quá đắt ha tại vì mọi người nghĩ đi mua một bao nó chỉ có bao nhiêu bao nhiêu đó thôi ha bao nó nhỏ chứ nó không bự mà nó tới vài trăm ngàn thì đối với một cái chậu sáo như thế này chậu lọt lồng mà 60 á thì mọi người bỏ vô trong đó là khoảng tầm 1 triệu ha một triệu cho một cây cho nên anh em loại trừ thằng 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 đất hakanama nó ra ha thì nó là một cái cái nó là một cái dạng giá thể là là cao cấp rồi ha hàng vip rồi để dành cho những anh em mà chơi cây vip cây những cây mà giá trị cao ha nuôi lâu dài ha, em cũng xin nhắc lại ha cái cây mà gọi là giá trị cao và nuôi lâu dài ha là dành cho những cây mà nuôi lâu dài và giá trị cao ha, à, cho nên em loại bỏ hắn em chỉ là nói là đến giá thể là cái bằng em nói lên giá thể là bình dân tốt nhất cho những anh em chơi bình dân ha rồi cái phần giá thể sơ giờ ha rồi em nói đến tại sao em chọn đất thịt không chọn đất thịt ha cái thứ nhất cái thứ nhất ha em nói về ưu điểm và khuyết điểm của con đất thịt luôn ha ưu điểm của con đất thịt thì mọi người chơi trồng cây đất thịt ta ha cái độ phát triển nó nó bền vững nó bền theo thời gian ha. Cái thứ nhất nó tốt nó tốt là so với những đất mặt ruộng. Đất dạng đất mặt ruộng và đất sạch đất không có sỏi, không có gác đến gì ha, là em nói về đất thịt nha. Là đất còn tốt, không bị phai màu. là mình trồng 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 trên chậu ha, em nói nãy giờ em nói trồng cho cái mai trên chậu. Thì nó tốt, nó tốt là nó có tốt ha, nó rất tốt ha, nhưng cái ưu điểm của nó là nó tốt và tốt bền bền theo thời gian ha là cái ưu điểm nó ha và đặc biệt cái khuyết điểm của nó nhưng ha em nói về khuyết điểm cái thứ nhất nó rất nặng khi mà những anh em chơi cái mai trong chậu nó rất là nặng ha khi mà anh em mà chơi mà dạng mà di chuyển tới lui ha giống như em chơi ở giường rồi em thấy tết những cái mai nào mà ví dụ nó đẹp đẹp ha thì em ginh về nhà ha em di chuyển về nhà em chơi thì cái thằng đá thịt nó rất là nặng đối với những chậu 6 chậu sáu ha thì nếu mà người vô đất thịt thì có thể là ba người mọi người ba người khiên hen, ba người khiêng chứ hai người nếu mà mạnh mạnh chứ yếu yếu nha em <laughs> thì khiên không nổi ăn mạnh mạnh thì khiên mới nổi hen. và cái yếu tố đó cho nên đó là em cho gọi là cái khuyết điểm hen di chuyển nặng 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 nhọc hen. cái thứ nhất cái thứ hai những anh em ở thành thị rất khó tìm đất thịt để mà 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 chơi ha còn nếu có tìm được mình cũng chỉ mua qua mạng chỉ mua qua những người bán hen. Một bao nó khoảng dao động từ 35, 25 đến 30 ngàn một bao. Tùy theo số lượng mình mua hen nhiều hay là ít hen là người ta bán hen. Thì đối với những đất thịt một bao, cái bao của nó thì nó cũng giống như bao nó bự hơn theo bao thức ăn cọ một xíu à, chứ nó không không phải như là bao xe dừa hay là bao tấu ha, bao tấu sống ha. Nhỏ xíu à. Thì với cái giá thành hiện tại nó cũng rất là đắt chứ nó cũng không rẻ hen nó không là rẻ ha còn nếu mà người mua được cái gì số lượng nhiều thì em không không biết ha và đó là cái khuyết điểm thứ hai cái khuyết điểm thứ ba của thằng đất thịt sau khi mọi người trồng khoảng một năm trở lên khoảng là cái như năm mấy ha là bắt đầu nó sẽ bị làng ha nó sẽ bị làng đất thịt ha nó là nó làm cho mình chậu mình không thoát nước được cái thứ nhất cái thứ hai nó lạnh bộ rễ của mình ha làm thằng thằng đất thịt ha tại vì em, em trồng chậu cho nên là em đây đất thịt em cũng có môi nè mọi người xem ha nè môi nè bỏ nè trong cái chậu này nè ha bây giờ em vô lại này giá thể mới nè ha môi gà đóng đóng nè ha môi gà sạch luôn ha nó bị làng nó làm cho cái rễ mình nó bị lạnh nó lạnh và nó yếu nó yếu ha nó yếu thì đó là ba ba cái yếu tố mà khuyết điểm nó chỉ được cái ưu điểm làm cho nó mình trồng nó bền cây ha nó chỉ được cái ưu điểm đó thôi nhưng mà cái ba cái yếu tố cho nên em loại bỏ thằng đất thịt kia luôn ha cho nên cái thời điểm hiện tại bây giờ em chọn giá thể tốt nhất theo em ha và bình dân nhất rẻ tiền nhất dễ mua nhất cho tất cả mọi người là trấu sống với hàng sơ dừa và hàng cát xây dựng ha tại vì tất cả những loại đó anh em ở thành thị đều mua được đều mua được tất cả những loại đó ha cho nên mình dễ sử dụng cái thứ nhất là hàng tấu với hàng sơ dừa nó làm cho xốp cái bộ rễ xốp cái giá thể nó làm cho rễ lông của mình nó ra rất nhanh rất nhanh cho nên cái cây của mình nó rất khỏe bắt rễ rất nhanh tại vì cây sống nó nhờ rễ lông ha thì cho nên nó bắt bắt rễ là rất là nhanh ha cái cây mình nó phục hồi rất là nhanh thì cái thứ nhất cái đó là cái yếu tố là câu điểm của nó ha cái thứ hai dễ mua ha dễ mua mình tìm mua chỗ nào cũng được hết ha và cái thứ ba rất là nhẹ nó rất là nhẹ ha đối với những chậu 6, chậu 7, hai người khiên vẫn được gồm giá thể trấu sơ dừa ha hai <laughs> người khiên vẫn được ha chậu 6, chậu 7, còn nói chậu năm nữa thì nhẹ nữa ha thì đó là cái yếu tố thứ ba cho nên em chọn là giá thể sẽ tấu sống vàng sơ dừa ha cho tới thời điểm hiện tại này ha còn về đất thịt thì em cũng đã nói trước rồi anh với đất Hakanama thì em cũng đã nói rồi đất Hakanama nó là dạng một dạng đất rất tốt anh rất tốt và em cũng khuyên luôn là nói chung là kinh tế thấp 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 yếu yếu như em thì không 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 nên anh không nên chơi anh còn ví dụ một vài cây bonsai mà nhỏ nhỏ để bạn thì người mua tòng nó rất tốt anh để bạn còn em chọn thì thời điểm hiện tại thì nó chỉ tấu sống và sơ dừa và tỷ lệ như thế nào, tỷ lệ như thế nào để trộn hen Thì em trộn là ba bao sơ dừa, một bao tấu sống. người lưới ba bao sơ dừa, một bao tấu sống. Nếu có cát xây dựng thì mọi người thêm cho em khoảng nửa bao cát xây dựng nha. Nửa bao cát xây dựng nữa để cho nó bó chặt cái bầu ghế non mình ha. Thì thêm một tí cát xây dựng là khoảng nửa bao cát xây dựng thì cái tỷ lệ trộn của em là ba bao xì dừa một bao tấu sống tấu sống nha chứ không phải là to nha to tức là đã đốt rồi ha em không có trồng to ha đặc biệt là mai vàng em không có trồng to mà kiểu to mà đốt cháy hết không cháy ha nói chung là to là em không có chơi ha ba bao xì dừa một bao tấu sống và nửa bao cát xây dựng mọi người trộn chung những cái giá thể đó lại giúp em còn nếu có cát xây dựng thì mọi người trộn chung còn không có thì cũng bình thường ha không có thì mọi người trung là trồng trồng là vậy ha nè nó đấu sống và sơ dừa ha em chọn là tỷ lệ là ba một tức là ba bao sơ dừa một bao đấu sống ha thì đối với cái, cái cái thời điểm hiện tại thì em chọn cái giá thể đó là là ok nhất ha là ngon nhất hôm nay em cũng mới vừa có nè cái cây này hen, em mới vừa bứt được cái bông này ha thì em cũng cho người xem luôn ha cái bông này nó bự hơn cái 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 cái, gối thuốc nè này. này là không phải giao nhung nha này dảo lá gai rồi đó em mua cái phôi ha cái phôi dảo lá gai ghiền ha còn cây cây nhung ha thì mọi người cũng xem lại những cây giảo nhung lúc trước em cũng đã chia sẻ sụp phân này nọ nó, nó tùm lum ha cây này hồi năm ngoái ha rồi tới thời điểm giờ em cũng chưa cắt luôn ha chưa có cắt luôn nè những cái cành này là em đôn là em đôn hồi tết là em đôn em cắt đôn để mà cho bông nó ra đồng loạt để mà chơi ha thì vẫn còn cành lượm thuận nhưng mà mọi người thấy nó ra nè ha nó ra thuộc nè thì sau này mình cho nó khỏe lên đi rồi mình sẽ loại tự nó bớt ha những cái cành ví dụ này như cành ha bỏ ha rồi thì clip này thì em cũng xin gửi đến mọi người cũng chỉ có nhiêu đó thôi ha và em chốt lại ha giá thể tốt nhất cho những anh em chơi mai vàng bình dân và mới tập chơi ha là gồm có sơ dừa và trấu sống ha rồi em cũng xin tạm biệt tất cả mọi người ha hẹn. hẹn mọi người clip sau ha em xin cũng chia sẻ tiếp cho những anh em mà mới chơi ha và mua những cái cây mai mà online ha rồi em xin tạm biệt tất cả mọi người ha